nghĩa là cái dung lượng pin tối đa đã học đó thì hiện tại nó là 4.625 mAh. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì trên những cái dòng iOS nói chung đó thì sẽ có cái tính năng là kiểm tra được cái dung lượng pin tối đa theo cái dung lượng pin ước tính đó các bạn. Thì ví dụ như các bạn có thể xem ở đây nè, thì cái chiếc iPhone XS này có dung lượng pin ước tính chỉ còn là 83%. Thì cái tính năng này giúp chúng ta có thể dễ dàng mà xem được cái tình trạng pin của cái thiết bị của trên máy, để chúng ta có thể dễ dàng mà nhận biết khi nào pin cần xuống cấp để chúng ta có thể thay thế cho nó phù hợp. Rồi, trên những cái dòng Android đó thì thường là chúng ta sẽ phải sử dụng một vài những cái phần mềm ở trên CS Play đó các bạn. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mềm mà Battery Health nè, thì để nó có thể kiểm tra được tình trạng pin. Nhưng mà không phải những cái ứng dụng này lúc nào nó cũng chính xác nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể kiểm tra được tình trạng pin ước tính một cách chính xác. Và những cái thông tin này là từ cái Xiaomi từ trong máy cung cấp cho chúng ta luôn nha, chứ không phải là chúng ta cài phần mềm bên thứ ba nữa. Đây là những cái thông số mà của nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta luôn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào cách để có thể xem được cái tình trạng pin ước tính tối đa của thiết bị MIUI nói chung nha. Thì trong video mình thực hiện trên chiếc Redmi K40 Gaming, còn đối với những cái dòng thiết bị khác các bạn cũng làm tương tự nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào cài đặt của máy nha các bạn. Các bạn bấm tiếp vào cái dòng thiết bị của tôi giúp mình. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào tất cả thông số nha. Thì ở dòng mà tất cả thông số này nè, các bạn chú ý cho dòng CPU nha. Có những dòng máy mà nó hỗ trợ nó để là cái pin xử lý gì đó thì cũng tương tự như vậy nha. Chỗ mà CPU này chúng ta sẽ nhấn nhiều lần vào đây nhé các bạn. Đây. Sau khi mà các bạn nhấn mà nó hiện lên một cái khung giống như vậy nè, chính xác Enter, thì lúc này các bạn bấm giúp mình chữ đồng ý nha. Là lúc này trên máy của các bạn nó sẽ có một cái thông báo là nó đang tạo một cái báo cáo lỗi đó các bạn đợi xíu nha. Đây nè, nó hiện ra rồi nè. Nó đang tạo một cái báo cáo lỗi đó các bạn. Thì cái quá trình tạo báo cáo lỗi này nè, nó sẽ nhanh hay chậm tùy theo tất cả những cái ứng dụng trên máy của các bạn nha. Thì quá trình của nó khoảng tầm một vài phút gì đó thôi. Thì chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi cái quá trình này xong rồi chúng ta tiếp theo nha. Rồi, sau khi mà cái thiết bị nó tạo báo cáo lỗi xong, nó sẽ cho các bạn một cái thông báo giống như vậy nha. Thì các bạn có thể vuốt bỏ cái thông báo này, khoan hay mở lên nha. Rồi, tiếp theo để mà đọc cái báo cáo lỗi cũng như là giải nén cái báo cáo lỗi thì các bạn tải giúp mình hai phần mềm trên CS Play nhé. Thứ nhất là ES Việt Tập Tin và thứ hai là WPS Office. Thì hai phần mềm này các bạn gõ trên CS Play thì các bạn tìm ra nha. Sau khi mà tải về xong, chúng ta mở ES Việt Tập Tin lên nhé. Thì các bạn truy cập vào cái thư mục bộ nhớ trong giúp mình nhé. Ở trong cái bộ nhớ trong của cái điện thoại nè, chúng ta sẽ tìm tới cái dòng MIUI nha các bạn. MIUI đây. Ở trong MIUI thì các bạn sẽ bấm tiếp vào cái dòng Debug Block giúp mình nhé. Thì ở đây nè, nó sẽ hiện ra một cái báo cáo lỗi mà nó vừa tạo lúc nãy nè, 28/11/2022 nè các bạn. Thời gian tạo là 12:17 nè, bây giờ 12:19 nè. Nghĩa là cái này nó vừa tạo cái báo cáo lỗi của mình nè. Chúng ta sẽ bấm vào cái này trở lại và chúng ta sẽ bấm giải nén nha. Giải nén vào nè các bạn. Các bạn chọn đường dẫn hiện hành để nó giải nén vào cái thư mục này luôn nha. Rồi, sau khi mà nó giải nén vào đây rồi đó, thì nó sẽ có một cái thư mục thứ hai ở đây nè các bạn. Cái thư mục vừa tạo ở đây nè, 12:20 nè, là cái mã zip vừa tạo đó, bug report của cái ARES đó. Thì chúng ta mở cái ở dưới nha, bấm vào ES xem nén. Thì ở trong này nè, nó sẽ có một cái file bug report ARES. Cái tên giống như là cái file zip vậy đó, nhưng mà cái file này là file TXT, file văn bản nha. Thì chúng ta sẽ mở cái văn bản này và chúng ta sẽ chọn WPS Office Line để chúng ta mở nó ra. Rồi, thì đây là cái giao diện của cái file mà báo cáo lỗi đó các bạn. Trong cái file báo cáo lỗi này nè, chúng ta sẽ có toàn bộ những cái thông tin về thiết bị cũng như là về pin. Thì trong cái video này mình chỉ nói về cái cách để chúng ta xem cái pin thôi nha. Còn những cái thông tin khác thì các bạn cũng có thể tham khảo. Thì cái file này nó xuất ra cho chúng ta đến khoảng tầm 20 trang lận. Thì để mà tìm được cái thông tin về pin đó thì chúng ta vuốt nó sẽ hơi lâu. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ công cụ này các bạn. Các bạn bấm qua chỗ xem nha. Nó sẽ có chỗ tìm ở đây nè. Các bạn nhập giúp mình cái dòng chữ đang hiển thị trên màn hình nhé. Sau khi mà các bạn đã nhập cái dòng chữ trên màn hình vào rồi thì chúng ta sẽ bấm vào tìm kiếm nha. Thì lúc này các bạn đợi cho WPS nó dò những cái văn bản để nó tìm ra cái đoạn mã này cho chúng ta. Thì thời gian nó cũng khoảng tầm vài chục giây gì đó, chúng ta đợi nhé.
Rồi thì những cái thông số này nó thể hiện như sau. Cái dòng đầu tiên thì nó sẽ thể hiện cái dung lượng pin ước tính là còn lại là 4398. Còn các bạn chú ý cái dòng max này các bạn, max liner battery capacity, có nghĩa là cái dung lượng pin tối đa đã học đó thì hiện tại nó là 4625 mAh. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy con số là 4625 mAh này nha. Thì đối với cái dòng thiết bị mà K40 Gaming của mình đó thì dung lượng pin của nó là 5065 nè, là tối đa 5065 mAh, mà hiện tại mình còn 4625. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phép tính để xem cái dung lượng pin tối đa còn lại là bao nhiêu nha các bạn. Thì các bạn sẽ truy cập vào máy tính nè, chúng ta sẽ gõ cái dung lượng pin tối đa mà còn lại là cái số max liner lúc nãy đó các bạn, 4625 nha. Thì mình sẽ chia cho cái dung lượng pin thực tế nhà sản xuất công bố là 5065. Thì mình sẽ bằng, lúc này chúng ta sẽ có con số là 0.91, thì lúc này các bạn sẽ nhân cho 100 lại nha, 100% đó. Thì lúc này bằng ra thì chúng ta sẽ còn lại khoảng tầm 91.3%. Thì có nghĩa là cái thiết bị của mình đó, theo như cái báo cáo lỗi nó cho mình biết đó, thì dung lượng pin của máy mình nó đã chai khoảng tầm gần 9% rồi, gần 9% cho gần 1 năm sử dụng. Thì mình thấy nếu mà cái tần suất chai pin này thì nó cũng khá là cao, vì mình sử dụng cũng khá là nhiều, mỗi ngày mình sạc cũng khoảng 1-2 lần gì đó, thì cái này cũng chấp nhận được thôi. Thì đó là cái báo cáo lỗi về cái dung lượng pin trên cái thiết bị K40 Gaming của mình. Còn đối với những cái dòng máy khác của các bạn đó, các bạn cũng có thể làm tương tự và các bạn tìm cái dòng Estimated Battery Capacity để các bạn có thể tìm cái dòng Max Liner này nè, để chúng ta xem được cái dung lượng pin tối đa còn lại là bao nhiêu. Trên thiết bị của mình là nó báo là 4625 so với 5065 lúc đầu tiên nhà sản xuất công bố, thì mình mất khoảng tầm 9% của dung lượng pin rồi nha. Rồi thì cái cách này giúp các bạn có thể dễ dàng mà xem được cái dung lượng pin tối đa ước tính còn lại. Mình nhấn mạnh là ước tính nha các bạn, mình cũng không dám chắc là chắc chắn 100%, nhưng mà dù sao chúng ta sử dụng cái báo cáo lỗi của cái Xiaomi nó đưa ra vẫn dễ dàng tin tưởng hơn là những cái app bên thứ ba mà các bạn có thể tải trên CS Play. Rồi thì video này của mình đến đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé.